Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Wi-Fi Shop. Hôm nay mình sẽ trên tay speed test sản phẩm AirDub N9255. Mình thực hiện cùng với app speed test và CVV51 của nhà Mobifone Mắc Văn Thông. Ở lần đo đầu tiên mình đo được download ở mức là 22 Mbps. Upload sản phẩm rơi ra kết quả là 28.4 Mbps. Lần thứ hai mình đo được sản phẩm download là 24.7 Mbps. Upload lần hai là 28.8 Mbps. Mình cảm thấy tốc độ con này khá là ổn định. Anh em có phần cảm nghĩ hãy để lại ở phần comment. Mình có để link mua hàng sản phẩm ở phần mô tả. Anh em muốn mình làm con nào tiếp theo hãy comment anh em nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem hết clip.